Xin chào tất cả các Ronny, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quả cầu Bonnie ha. Như lại gồm có chiếc hộp bông tăm, bạn lấy hộp bông tăm được rồi ha, không cần phải lấy mấy cái hũ nhựa gì đâu. Đi chiếc xe Pinky Pie, cái này là mình mua ở trong bộ nhà của con Pinky Pie á. Nè, con này nè. Video sau mình sẽ cho các bạn coi nhà của Pinky Pie. Ok, bắt đầu công việc ha. À, mình quên nữa, một cái nữa là súng bắn keo. Một chút tại vì phải đợi keo nóng thì mới dùng được cái súng bắn keo này được. Keo gần nóng rồi các bạn. Rồi ok, và keo đã ra rồi. Bây giờ mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ chét súng keo này vô cái bóng nha. Các bạn chét vừa vừa thôi, chét nhiều quá là nó sẽ đổ. Rồi đặt vô trong hũ bông tăm nha. Nếu đóng nắp lại là sẽ như vậy. Tiếp theo mình sẽ chiếc cái xe này vô luôn. Các bạn chiếc cái phần mà thân của cái xe nha, đừng có chiếc tầm bậy nha.
Ok, bây giờ mình sẽ đợi cho cái xe nẻ khô mới chế nước vô được. Bây giờ đến phần các bạn chiếc mấy cái phần ở gần nắp nha. Nè, ở gần nắp này nha. Đó, chiếc này. Chút để mình đi lấy nước.